Xin chào khán giả của chương trình Nói Đi Ngại Gì, và tôi là Ellie, người sẽ đồng hành các bạn trong chương trình này. Dạ, lời đầu tiên xin gửi chào anh chị Ellie và chào tất cả quý vị khán giả đang xem chương trình. Những cái điều mà em muốn làm thì nó chỉ đều là âm nhạc. Cá nhân em thì em không nghĩ hát đâu. Nói, ủa tại sao không ghép người này với người kia mà cứ là mình. Nhìn vô là người ta nói đứa này sẽ quen được người này, quen được người kia. Mình chưa có người yêu nhưng mà thật ra mình sống cuộc sống rất hạnh phúc. Ở trong showbiz vẫn có những cái tình bạn đẹp như vậy. Khi mà gặp nhau thì mọi người lại hợp nhau đến như vậy. Chứ mất công cứ nói hội bạn thân trấn thành hoài. Người này có một cái gì đó mà nó hơi khác sống với lại những người còn lại thì sẽ cho người đó lên hội bạn đạo. Những người đã có một cái quan điểm khác về cái điều đó thì chắc chắn họ sẽ không bao giờ mà nghĩ giống mình. Phải xin lỗi chị Tóc Tiên, bởi vì chính bản thân của mình đã phải lôi chị vào một cái chuyện không có hay mà ngay cái thời điểm đó.